Là một agency hay một coach thì rõ ràng chúng ta cần phải hiểu rõ được cái tâm lý của khách hàng khi mà họ tìm đến chúng ta. Bất kể họ là khách hàng doanh nghiệp làm việc với chúng ta theo dạng hợp đồng dịch vụ hay họ là những học viên tham gia các chương trình huấn luyện đào tạo coaching 1-1 thì tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là họ đều mong chờ vào cái kết quả cuối cùng họ muốn nhận được. Và nếu như các bạn muốn bán được những cái sản phẩm, những cái hợp đồng dịch vụ hay những cái chương trình coaching giá trị cao thì chúng ta bắt buộc không còn cách nào khác là phải cam kết và mang lại kết quả thật sự cho khách hàng. Đặc biệt trong giai đoạn chúng ta mới bắt đầu, chúng ta chưa có thương hiệu, chúng ta chưa có case study, chúng ta chưa có đội nhóm, chưa có quy trình bài bản. Thay vì chúng ta nghĩ ra những cái chiêu trò làm sao để dụ dỗ và chốt sale khách hàng, sau đó lấy tiền của khách hàng mà không tạo ra kết quả cho khách hàng, thì cái điều thật sự mà chúng ta cần phải làm đó là cố gắng trở thành một marketer và một agency tử tế, và chúng ta tạo ra kết quả cho khách hàng trước. Và chính những khách hàng đầu tiên mà các bạn tạo ra kết quả sẽ là cái nền tảng để cho các bạn tìm kiếm được vô số những khách hàng sau này. Và các bạn sẽ phải làm việc một cách điên cuồng để tạo ra kết quả cho 5 đến 10 khách hàng đầu tiên. Từ đó các bạn xin được những video testimonial hoặc là feedback của khách hàng, và chúng ta có những cái case study và có cái con số doanh thu và minh chứng cụ thể. Và khi chúng ta đã sở hữu nhiều case study, chúng ta có thương hiệu, chúng ta có những cái giải pháp và sở hữu những cái nền tảng công nghệ khác biệt và độc đáo trong ngành, thì lúc đó chúng ta không cần thiết phải cam kết về mặt kết quả một cách cụ thể nữa, hoặc chúng ta vẫn cam kết kết quả cuối cùng. Tuy nhiên chúng ta phải xét ra một cái luật chơi vô cùng rõ ràng, đó là học viên hay khách hàng cần phải cam kết học tập, ứng dụng cũng như hỗ trợ chúng ta đầy đủ về mặt thông tin, dữ liệu, ngân sách, vân vân để đạt được cái kết quả cuối cùng trong thỏa thuận của hợp đồng. Và để có được nhiều case study chất lượng nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất thì có một cái từ khóa vô cùng quan trọng cho các bạn, đó là các bạn cần phải lựa chọn được đúng đối tượng khách hàng. Những người này cần phải có cùng mindset với các bạn, họ phải có sẵn nguồn lực để thực thi và hội tụ đầy đủ các cái yếu tố, ví dụ như sản phẩm, quy trình, chiến lược để mà thành công rồi. Và họ chỉ thiếu duy nhất một mảnh ghép trong đó, đó chính là cái kỹ năng, cái năng lực thực thi của các bạn hay là cái kiến thức của các bạn. Và có một điều vô cùng quan trọng mà chúng ta không được phép quên, đó là chúng ta cần phải có khả năng từ chối những người không phù hợp, những người khó có khả năng tạo ra kết quả, hay chúng ta không có đủ năng lực để có thể giúp được họ. Và nếu như các bạn muốn có được cái cách thức cũng như cái chiến lược mô hình để làm thế nào có thể kiếm được từ 100.000 cho đến 500.000 đô mỗi năm, thì hãy bấm vào bio đầu kênh để tìm hiểu về giải pháp của chúng tôi và đặt lịch để được chúng tôi tư vấn miễn phí.